Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C. Đó chính là chiếc xe Mazda 3, quý bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất năm 2019 và đã lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi. Ở cái phiên bản 2019 này là cái phiên bản này đã có ghế điện rồi các bạn nhé. Ghế điện, cửa, nóc, khóa thông minh, đèn nổ, tức là option cũng đã cao nhất rồi quý vị và các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, đồng hồ hơn 3 vạn là đồng hồ zin nhé. Chúng tôi cam kết là không tua đồng hồ, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng Mazda luôn các bạn nhé. Những chiếc xe nào chúng tôi biết rõ nguồn gốc, những chiếc xe nào chúng tôi không tua đồng hồ, chúng tôi mới dám cam kết là đồng hồ nguyên bản quý vị các bạn nhé. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 sedan 2019 này thì hãy liên hệ nghe theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 sedan sản xuất năm 2019 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2019, mới lăn bánh được hơn 3 vạn một chút thôi quý bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, đến cái đồng hồ công tơ mét còn nguyên bản luôn quý bạn nhé, và full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.